mừng các bạn đến với chuyên mục Big Bet dự đoán cùng thể thao và văn hóa. Đây là chương trình hoàn toàn mới của chúng tôi sẽ được phát sóng vào thứ 6 hàng tuần trên website thethaovanhoa.vn và trên YouTube chính thức của báo Thể thao Văn hóa. Trong chương trình này chúng ta sẽ cùng đưa ra những nhận định, dự đoán kết quả cùng những chuyên gia bóng đá hàng đầu quốc tế. Tôi xin giới thiệu nhà báo, bình luận viên Anh Ngọc. Xin chào anh. Chào chị. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến trận đấu đáng chú ý nhất tuần này của nước Anh, trận đấu giữa Arsenal và Manchester City. Anh Ngọc, anh nghĩ sao về trận đấu này ạ? Theo tôi thì không nghi ngờ gì nữa thì đây là một trong những trận đấu quan trọng nhất và hấp dẫn nhất ở vòng đấu thứ 30 này, bởi vì là các Arsenal và Man City đều là hai đội bóng trong top 6 của giải Ngoại hạng Anh. Chưa kể là những trận đấu của họ trong những năm qua cho thấy rằng là những trận đấu này đều có rất nhiều bàn thắng, rất kịch tính và đầy cảm xúc. Và ngoài ra còn có những lý do khiến họ buộc phải chiến thắng và chơi hay trong trận đấu này. Đấy là Arsenal thì họ đang phải cố gắng làm thế nào đấy để mà có điểm và vượt ra khỏi khu vực nguy hiểm hiện tại, là một khu vực mà họ không được tham dự Champions League. Trong khi đó thì cầu thủ Man City cần phải chiến thắng để mà nỗ lực tạo ra áp lực lên Tottenham Hotspur đang đứng phía trên họ. Theo thống kê của chúng tôi thì phong độ hiện tại của hai đội đều đang không tốt. Trong 5 trận gần nhất thì Arsenal thua tới 3 trận, còn Man City thì chỉ chiến thắng 2 trong 5 trận gần nhất. Trong 5 lần đối đầu gần đây nhất thì Arsenal có vẻ là có ưu thế lớn hơn khi đã chiến thắng 3 trận, thua 1 trận và hòa 1 trận. Tỷ lệ mới nhất cập nhật là Man City sẽ chấp Arsenal 1/4 trái. Anh Ngọc nghĩ sao về tỷ lệ này? Tôi cho rằng tỷ lệ này là hoàn toàn xác đáng nếu xét trên phong độ cũng như là tình hình tinh thần của hai đội bóng vào thời điểm lúc này. Man City được đánh giá cao hơn là điều chắc chắn, bởi vì Arsenal lúc này đang gặp rất nhiều vấn đề về mặt nhân sự cũng như là về mặt tinh thần, cũng như là chưa kể vấn đề phong độ và đặc biệt là những dấu hỏi liên quan đến tương lai của Arsène Wenger. Họ đã thua 3 trong 5 trận đấu gần đây nhất và cũng như Man City thì đã bị loại khỏi Champions League, nhưng mà họ đang ở một tình thế là ngặt nghèo hơn rất nhiều. Chưa kể thành tích đối đầu của Arsenal với các đội bóng trong top 6 là kém nhất. Và do đó tôi cho rằng đây là một trận đấu cực kỳ khó khăn đối với các cầu thủ Arsenal. Và nếu như có một điều gì đó có thể kích thích tinh thần thi đấu của họ thì đấy là cái niềm tự hào đã bị sứt mẻ trong những năm qua. Và bây giờ thì các cổ động viên của họ đang muốn chờ đợi, đang muốn nhìn một cái chiến thắng của các cầu thủ Arsenal. Một chiến thắng mà tôi nghĩ rằng là nó đáng giá ngàn vàng. Vâng, vậy với những đánh giá này và tỷ lệ như trên thì anh sẽ chọn đội bóng nào ạ? Về mặt logic thì Manchester City đang được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng về mặt tình cảm cũng như là về cái tình thế buộc các cầu thủ Arsenal phải thắng thì tôi chọn Arsenal và tôi cho rằng đây là một trận đấu mà Arsenal sẽ thắng. Thưa các bạn, trong chương trình Big Bet này các chuyên gia của chúng tôi sẽ còn trổ tài dự đoán cả số bàn thắng của trận đấu. Theo anh Ngọc thì với hai đội bóng mà có hàng thủ yếu kém như thế này thì trận đấu giữa Arsenal và Man City sẽ có bao nhiêu bàn thắng ạ? Thống kê của tôi cho thấy là trong 7 trận đấu gần đây nhất thì đã có 27 bàn thắng được ghi giữa Arsenal và Man City, có nghĩa là trung bình một trận đấu có tới gần 4 bàn thắng. Vậy thì tôi chọn một con số là trận này sẽ có trên 3 bàn thắng. Cảm ơn nhà báo Anh Ngọc vì những nhận định của mình. Chúng ta hãy cùng chờ đón xem những nhận định của anh có chính xác hay không. Hy vọng các bạn cũng đã có cho mình những dự đoán. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những trận đấu khác.